Hey, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là cây kiểng của tôi cũng như là kênh bonsai mini TNCT. Thì hôm nay là ngày 2 tháng 5, thì hồi sáng con có lên clip thì cô chú mình ủng hộ con cũng rất nhiều, thì con cảm ơn ha. Thì giờ này con lên thêm một cái clip nữa để giao lưu, thì cô chú mình thấy ưng cây nào thì liên hệ vườn con ha. Thì những cái này cô chú mình có thể là lựa những cái phôi về mình cắt cục lại, mình nuôi dưỡng lại, hoặc là mình lựa những cái chi tàn của nó tròn tròn sẵn hay về mình cắt tỉa từ từ thôi. Cái này thì tùy theo nhu cầu của cô chú anh chị mình ha. Đây nè, ví dụ như mình lựa được cái phôi đẹp đi, rồi mình cắt cục lại, mình để nó ra chi tàn rồi mình uống nó, ví dụ như vậy ha. Hoặc là mình lựa những cái cây mà chi tàn nó tròn sẵn rồi thì mình về mình cắt tỉa thêm chút nữa là rồi ha. Đó, và những cây linh sam hạt gạo này con xin nói trước là trong quá trình vận chuyển là nó chắc chắn vàng lá nha, vàng nhiều hay vàng ít thôi. Nhưng mà về cách xử lý là cô chú mình gỡ hết băng keo, để ra ngoài nắng, tưới nước bình thường như những cây khác. Trong vòng 2 tuần thì cây nó sẽ ra lá lại. Rất là đơn giản. Và cây hạt gạo này nó kỵ nhất là để ở trong mát nha cô chú anh chị. Để trong mát là cây nó sẽ vàng lá từ từ và nó sẽ thối rễ, nó sẽ chết. Còn cô chú anh chị mình để ở ngoài nắng, tưới nước bình thường không có gì hết nha. Tại vì cây loại cây này nó ưa nắng. Nó rất là ưa nắng luôn nha, chứ nó không thích mát ha. Rồi, cây này là cây mã số 91, giá là 180.000. Để vậy do nó vướng như cái mấy cái cây tàn ăn sao cho nên cô chú mình thấy nó không rõ ha. Cây này dáng rất là đẹp nha. Mã số 91 ha, 180. Tiếp theo là mã số 92. 180.000. Thì cái lô này đa số là con lựa những gốc bự đẹp ra không à. Rồi giá 180, 170 không à nha. Buổi chiều này là lựa những gốc bự không à. Mã số 92 nha. 180. Tiếp theo là mã số 93. Gốc rất to. Mã số 93 ha, 180.000. Cây thì cũng cắt tỉa chi tàn nó tròn tròn nữa rồi. Mã số 94 cũng 180.000 luôn nha. Gốc nè. 94 ha, 180. Tiếp theo mã số 95 cũng là 180.000 luôn. Cây này mình môi đế da nó còn một khúc ở dưới đây nữa nha cô chú anh chị, tại vì con chưa có môi ha. Con để nguyên luôn, với lại cây nó lùn, lắc lượn, đẹp. Cái này cô chú mình cắt cục lại, phơm tàn thì hiện tại tròn rồi, cơ bản rồi, nhưng mà cô chú mình không thích thì có thể là cắt cục lại mình nuôi dưỡng sau như hồi nãy con nói vậy đó. Nè, gốc rất là to nha. Giá là 180.000, mã số 95. Tiếp theo là mã số 96. Cây này dáng bay ha. Thì cái form nó cũng cơ bản rồi cô chú anh chị. Nè, form nó cũng cơ bản rồi. Vậy cô chú mình không thích thì có thể cắt cục lại, hoặc là mình lấy cái form dáng bên này. Gốc rất là to, 4-5 năm hết rồi nha. Mã số 96, 180.000. Cây đang rất là xanh tươi nha. Tiếp theo là mã số 97. Phơm tàn rất là ok nha. Vì nuôi dưỡng đồ thêm. 97, 180. Tất cả các giá con báo đều chưa có bao gồm phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 98. Mấy cây này là cây tuyển chọn không à, cho nên gốc rất là to. Tại vì buổi chiều ở không nhiều hơn. Mã số 98 nha. Tiếp theo là mã số 99. Cây ở phía sau nó tốt quá, nó xanh quá trời xanh. Mã số 99 ha, 180.000. Cây này cũng phơm tàn tròn nha. Nó dáng bay. Mã số 99. Tiếp theo là mã số 100. Cái này chắc cũng nhiều cô chú hỏi lắm này. Gốc lắc lượn đẹp quá. Ai coi trước thì hốt rồi ha. Mã số 100, 180.000. Ai coi trước thì hốt thôi. Mã số 101, 180. Nói chung là mấy cây này gốc nào nó cũng to cả, nhưng mà đa số thì cô chú mình lựa dáng là nhiều. Chi tàn thì mình cắt tỉa từ từ. Đó, 101, 180 ha.
cây chi tàn ấm. Tiếp theo mã số 102 cũng 180.000. Cây này dạng lùng lực ha, rất là đực luôn. Thì vài cô chú mình có thể là moi cái đế ra nữa nè, nó còn cái cũ nữa. Còn cái cũ nữa ha. 102 nha. Về nuôi dưỡng các tỉa đồ thêm. Tiếp theo là 103, 107. Thì con có cầm kè kè dưới bút lông heo sát bên để cô chú mình so sánh với cái gốc á. Chứ cái ngón tay con để sát một bên đó nha cô chú anh chị. 103 ha, 107. Tiếp theo là 104, 108. Gốc khá to nha. Tiếp theo là 105, 108 luôn. Nó, lô này đa số là 108 là nhiều, vì lựa những cái gốc bự chứ không à. Chi tàn cũng ok. Nó 108 cho mã số 105 ha. Rồi thì con sẽ quay qua sơ qua một cái nữa nha, thì cô chú mình xem lựa chọn ha. Cây phơm dáng rất là ok. Mã số 936 là cây dáng bay ha, gốc bự luôn. 95 nè, 94, 93, 92, 91. Rồi, ngoài ra thì mấy cây hạt gạo này á, thì con còn mấy cái cây phôi siêu hoa mà vườn con mới vừa bứng ở ngoài vườn gì. Thì siêu hoa này đa số là dáng quái là nhiều. Thì chi tàn con chừa nó hơi dài. Đó. Cô chú mình thấy nè, chừa rất là dài. Thì về cô chú mình cắt cục lại liền giùm con ha. Cắt cục lại chét keo đàng hoàng thì để nó khoảng chừng 2 tuần nó sẽ ra chi mầm lá non mới, thì chắc đó cô chú mình uống thì nó sẽ rất là đẹp. Chứ đừng có để nguyên nguyên vậy nha. Để yên nguyên như thế này sau này nó sẽ cái cây nó sẽ rất là xấu ha. Tại vì con chừa cái chi tàn nó quá dài á. Thì cái này về cô chú mình cắt cục lại. Thì mấy cái phôi siêu hoa như trên màn hình cô chú mình đang thấy á, vườn con đang bán với giá là 3 cây 250.000 bao phí vận chuyển cho một combo ha. Đó, 3 cây 250 bao ship luôn. Rồi ngoài ra thì vườn con có mấy cây linh sam hạt gạo nữa nha cô chú anh chị. Hạt gạo mini làm tiêu cảnh. Hiện tại là vườn con đang giao lưu với giá là 50.000 một cây. Cây đang phát triển rất là tươi tốt ha. Có một số cây con cắt siêu mini luôn nè. Có một hai cây thôi chứ không nhiều nha. Rồi cảm ơn cô chú mình đã xem kênh, ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều nha. Thì cô chú mình có nhu cầu thì alo vườn con ha. Thì con xin mến chào nha.